Mới đây, đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ đã tổ chức diễn văn nghệ tuyên truyền tại công viên Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. 6 tiết mục văn nghệ gồm các thể loại song ca, đơn ca, nhóm ca múa với chủ đề ca ngợi tình cảm gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong giai đoạn hiện nay. Các tiết mục được dàn dựng công phu do các nghệ sĩ ca sĩ thuộc đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ trình diễn, qua đó nhằm truyền tải thông điệp đến mọi người tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy vai trò của ông bà cha mẹ trong giáo dục con cháu và khẳng định văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc, gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.